Bản tin Thanh Hải Vô Thường Sư số 128. Nghỉ trong nguồn đại phúc và lực lượng diệu lành của trí huệ. Phần đông chúng ta trải qua những cảm giác không vui trong đời và không mãn túc bởi vì chúng ta không có thời giờ để nghỉ ngơi. Chúng ta nghĩ rằng ngủ là nghỉ. Cũng đúng, nó cũng nằm nghỉ, nhưng như vậy không đủ bởi vì lúc đó chúng ta không biết gì cả, như chết vậy. Nhưng nếu tọa thiền, chúng ta ý thức được sự vĩ đại của mình, sự liên lạc giữa mình với nguồn năng lực vĩ đại nhất trong vũ trụ, và chúng ta là một phần trong đó. Chúng ta cầu thông với toàn thể quyền năng vũ trụ. Đó là lý do mà chúng ta mạnh, kiên nhẫn và nhiều trí huệ. Sau đó chúng ta có thể làm được nhiều kỳ công. Người khác sẽ nhìn chúng ta nghĩ rằng, ồ, anh này có thể làm được những việc thần kỳ. Nhưng không phải vậy, đó là lực lượng vũ trụ làm việc khi chúng ta cầu thông với nó. Cũng giống như hệ thống truyền thanh và truyền hình. Nếu chúng ta có một cái máy và chỉnh đúng đài để tiếp nối với toàn thể hệ thống truyền hình, thì chúng ta có thể xem chương trình xa hàng ngàn dặm. Không phải máy truyền hình có chương trình, mà chương trình đến từ tổng đài. Tương tự như vậy, khi chúng ta gia nhập vào hàng ngũ thánh nhân hay vũ trụ, chúng ta đồng nhất thể với họ, cho nên chúng ta vững mạnh. Chúng ta liên kết với toàn bộ, lúc đó chúng ta không còn cô đơn nữa. Chúng ta không còn sử dụng khả năng giới hạn của riêng mình nữa. Ngay cả công việc thường nhật, chúng ta sẽ được chăm sóc, trông nom, giúp đỡ và gia trì bởi lực lượng vũ trụ này. Nếu không dùng lực lượng này, thì đó là một sự mất mát lớn lao cho cuộc sống chúng ta. Đây là lỗi nặng nhất mà chúng ta có thể vi phạm, một điều không thể tha thứ đối với bản thân. Không một kẻ thù nào, dù cho tàn nhẫn hay thâm độc ra sao, có thể tàn nhẫn đối với chúng ta hơn là sự kiện chúng ta không biết năng lực vĩ đại nhất của mình. Một lực lượng luôn luôn tiềm ẩn bên trong, đang chờ được đánh thức để phục vụ. Cái gì làm thánh nhân khác với chúng ta? Đó là họ biết dùng lực lượng này. Cái gì đã làm cho Chúa Giê-xu và Đức Phật trở thành những nhân vật được tôn sùng hàng ngàn năm nay? Đó là vì họ biết họ có cái gì và họ dùng bảo vật này, quyền năng vĩ đại nhất bên trong họ. Đó là lực lượng khiến cho ngay cả vua chúa cũng từ bỏ vương quốc của họ, khiến cho Đức Phật rời ngai vàng của Ngài, không bao giờ muốn trở lại. Đó là cái khiến cho Chúa Giê-xu có thể làm người chết sống dậy và người mù sáng mắt. Tất cả chúng ta đều có thể làm như vậy, không thành vấn đề. Nếu tôi làm được, quý vị cũng có thể làm được. Quý vị to con hơn tôi, nên quý vị có thể làm được những việc to lớn. Một căn phòng có giá trị không những vì nó có tường đẹp và mái chắc, mà vì bên trong nó trống. Nhờ vậy mà chúng ta có thể ngồi đây, có thể đặt những bông hoa hay những vật dụng bên trong. Chúng ta có thể chọn đồ nào mình thích. Cũng vậy, chúng ta phải làm căn phòng của mình trống, phải biết đại hư không ở bên trong, rồi chúng ta có thể chọn những tư tưởng và ước muốn theo ý mình. Mọi việc sẽ thành sự thật nếu chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc trong cuộc sống bận rộn để khám phá ra kho tàng vĩ đại nhất bên trong, một kho báu đã khiến cho ngay cả người giàu có nhất thế giới cũng trông như kẻ ăn xin nghèo túng. Bởi vì chúng ta sẽ có cả một vũ trụ trong tay, chúng ta sẽ không còn mơ ước một điều gì nữa. Chúng ta vẫn làm việc, vẫn tiếp tục kiếm tiền, nhưng chỉ để chia sẻ với thế giới, hoặc chỉ để làm xong bổn phận của một công dân phàm tục trong lúc còn ở thế giới này. Chúng ta làm vậy mà không mong khen thưởng, không dính mắc vào thành công hay thất bại. Chúng ta chỉ cố gắng đạt hết khả năng của mình trong bất kỳ công việc nào. Có một vị đại minh sư tên là Parahansa Yogananda. Ngài nói rằng, khi ngủ chúng ta giống như Thượng Đế, như một thiên thần. Khi không làm gì cả, chúng ta rất đơn thuần và rất ngây thơ. Đó là bởi vì trong giấc ngủ chúng ta cầu thông với lực lượng tối cao bên trong. Lúc đó chúng ta đồng một thể với vị vô thường sư bên trong. Nhưng chúng ta làm trong vô thức. Mặc dù vậy, sau khi thức dậy, chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn và có thể làm việc được cả ngày. Nếu nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, thậm chí 5 tiếng,
chúng ta cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Đó là bởi vì chúng ta nghỉ ngơi trong nguồn đại phúc và lực lượng dịu lành của trí huệ. Do đó chúng ta ngây thơ như một em bé. Mọi người đều ngủ một cách ngây thơ. Khi một người ngủ, họ giống như một đứa trẻ, dầu cho họ mới giết người hoặc mới là một lỗi lầm thảm khốc như vậy trong đời. Nhưng khi ngủ, họ vẫn như một em bé, bởi vì họ trở về nguồn tình thương và trí huệ của họ. Quý vị có thể tưởng tượng nếu cố ý làm như vậy mỗi ngày thì chúng ta sẽ biết được nhiều đến chừng nào về lực lượng minh sư vĩ đại bên trong. Ở đời, chúng ta có thể thành tựu hơn mà không cần phải cố gắng nhiều và tự nhiên sẽ hạnh phúc hơn. Khi ngủ, chúng ta không ước muốn điều gì, không thù ghét ai, bởi vì trong lúc ngủ chúng ta đang ở cội nguồn của lực lượng mà có thể thỏa mãn mọi ước muốn. Cũng vậy, nếu như trong lúc tỉnh, chúng ta cố ý câu thông với lực lượng này, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ biết nhiều hơn khi làm công việc thế gian. Chúng ta càng ít muốn, càng ít hận thù. Giả như còn có chút thù hận vi tế nào sót lại trong tâm, điều này hợp lý thôi, không có gì huyền bí, không có gì khó khăn, và không có gì nên bàn cãi cả. Chúng ta làm việc dĩ nhiên cũng cần biết lý lẽ của nó, không phải cứ nhắm mắt chạy theo người nào, pháp môn nào hoặc lý thuyết nào, rồi tôn sùng họ như một đạo sư hoặc gì đó. Không cần tôn sùng ai làm thầy, bởi vì chúng ta là vô thượng sư. Chúng ta có vị vô thượng sư này bên trong và chúng ta phải biết nó. Chỉ có cách đó thôi. Nếu chúng ta chỉ làm việc mà không nghỉ ngơi, dĩ nhiên chúng ta sẽ bồn chồn, bất an, làm việc ít hiệu lực hơn, bởi vì chúng ta ngán cuộc đời nhàm chán chỉ có một phía thôi. Nhưng nếu chúng ta cùng một lúc vừa làm việc vừa nghỉ ngơi như đa số đồng tu của mình, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì ngày 2 hay 3 giờ thiền bằng nhiều tháng nghỉ ngơi. Trong thời gian giao tiếp với Thượng Đế hay lực lượng vô thượng sư, bản lai diện mục của mình, chúng ta bồi đắp lại tất cả lực lượng bị mất trong ngày, còn nhiều hơn là lúc ngủ. Khi ngủ, chúng ta không biết gì cả. Dĩ nhiên khi ngủ chúng ta không cần thiền, bởi vì chúng ta đã như Thượng Đế rồi, như Thiên Thần rồi. Vấn đề là khi tỉnh dậy, mọi việc lại bắt đầu như cũ. Mọi thù hận trở lại với chúng ta, mọi quan hệ tình cảm lại sinh ra phiền phức, đau buồn. Rồi, bởi vì không ngủ trong lúc đó, chúng ta thể nghiệm đầy đủ tất cả hậu quả hoặc ảnh hưởng của mọi sự việc đang xảy ra ở xung quanh. Chỉ có một phương cách để đối phó với điều này là chúng ta ý thức rõ ràng sự hiện diện của Thượng Đế hay lực lượng Thượng Đế mà chỉ trong vô thức chúng ta biết trong lúc ngủ. Bởi thế chúng ta mới thiền. Thiền là giải đáp. Thiền là ngủ trong khi tỉnh. Ngủ mà không phải là ngủ. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy tất cả những câu trả lời mà mình cần biết về sự sống và sự chết, về cách đối phó với đời sống hàng ngày, liên hệ tình cảm trong gia đình và vấn đề tài chánh. Thậm chí tận thế chúng ta cũng không sợ. Chúng ta không sợ khủng hoảng kinh tế, không sợ mất việc làm, bởi vì lúc đó chúng ta sẽ biết cách làm việc tùy theo hoàn cảnh, chứ không đứng một chỗ dậm chân hoặc chờ đợi một cái gì đó không phải thuộc phần của chúng ta. Chúng ta sẽ vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào và chúng ta sẽ có quyết định để đối phó với mọi vấn đề trực diện chúng ta mỗi ngày. Nhiều bệnh tật và phiền não sẽ ra đi và tất cả những ước vọng trần gian cũng sẽ dần dần chào từ biệt. Đây là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề. Vấn đề không phải chỉ nằm trong việc bị thất nghiệp hay đường xe điện ngầm chưa được xây tại Hạ Uy Di. Vấn đề nằm trong sự bất mãn của chính mình bởi vì chúng ta không biết làm gì khi phải đương đầu với hoàn cảnh mới. Và mỗi ngày, tình trạng mới cứ đến mà không cần chúng ta yêu cầu hay chào đón. Cho nên chúng ta phải biết cách nào để luôn luôn sẵn sàng và cách nào để đối phó. Chúng ta có thể biết điều này qua thiền định. Chúng ta có thể biết mỗi ngày trong ý thức hay trong tiềm thức cách để đối phó với mọi tình huống ở đời. Đó là bí quyết đưa tới hạnh phúc. Nhờ vậy chúng ta sẽ vui và không bị ngã.
chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy bận tâm hoặc muốn. Trong Thánh Kinh có nói, Thượng Đế là người chăm sóc cho tôi sẽ không muốn gì cả. Có nghĩa là chúng ta không còn một ham muốn nào một khi biết được Thượng Đế, hoặc một khi có Thượng Đế là người trông nom chúng ta. Nhưng chúng ta không biết Thượng Đế cho nên chúng ta mới muốn. Chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị một phương pháp để biết Thượng Đế. Chỉ vậy thôi, một lý do rất đơn thuần. Chúng tôi làm việc này với tài chánh của chúng tôi, thời giờ của chúng tôi, sự tự nguyện và tình thương của chúng tôi đối với quý vị và thế giới. Chúng tôi muốn ngăn ngừa tận thế. Chúng tôi muốn ngăn ngừa chiến tranh, thù hận giữa các quốc gia, giữa những anh chị em. Chúng tôi muốn tất cả chúng ta, kể cả tôi, được sống một đời sống như thiên đàng trong khi chúng ta ở đây. Đó là lý do duy nhất đã thúc đẩy chúng tôi đến nơi đây. Lời pháp cam lồ. Chúng ta không bao giờ biết được cái gì là tốt cho mình. Tốt hơn là cứ cố gắng hết sức rồi chấp nhận những gì xảy đến. Nhưng quý vị phải luôn luôn cố gắng hết mình, như vậy quý vị mới an tâm, biết rằng mình đã thử sức mạnh và trí huệ của mình. Chúng ta có thể sống qua bất cứ chuyện gì, có thể sinh tồn, bởi vì nếu tinh thần chúng ta mạnh, chúng ta có một mục đích cao thượng và một lý tưởng đẹp. Chúng ta chỉ cần nhìn vào lý tưởng đó và quên đi mọi chuyện khác. Thật sự, nó là như vậy. Đừng quên đứa trẻ bên trong quý vị, nó luôn luôn có đó mỗi khi chúng ta gọi nó đi ra. Nó ló ra, đó là Thượng Đế tánh, đó là bản tính đơn thuần. Chúng ta không nên lo nghĩ nhiều quá, không nên tính toán nhiều quá. Nếu làm cái này thì mình sẽ được cái gì? Đứa trẻ không có như vậy, đứa trẻ không bao giờ lo lắng ngày mai. Như trẻ con không có nghĩa là không có trách nhiệm hoặc không làm những gì mình phải làm, mà nó có nghĩa là chúng ta làm với một niềm vui trong trắng, không một sự đòi hỏi, bởi vì biết Thượng Đế thế nào rồi thì chúng ta thật tình không nên lo lắng. Chúng ta không cần biết quá khứ, nên lo cho hiện tại, rồi tương lai sẽ đẹp. Sự phục vụ trong mạng lưới vũ trụ. Sự thông tin tốt nhất là ở bên trong, bởi vì chúng ta sẽ cầu thông một lần nữa với toàn thể vũ trụ. Bất cứ vấn đề gì chúng ta có, cả vũ trụ đều biết, và dĩ nhiên tôi biết vì tôi cũng cầu thông trong mạng lưới đó. Thành ra khi nào hỏi điều gì, quý vị được câu trả lời ngay tức khắc. Có một sự cầu thông bằng đường dây điện thoại 24/24, miễn phí, khai ngộ thần kỳ như vậy đó. Sự bảo vệ tối thượng trong một thế giới điên rồ. Thật vậy, thế giới này rất điên rồ. Khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có chuyện gì đó xảy ra. Nguồn duy nhất cho chúng ta tin cậy đó là sức mạnh tâm linh mà chúng ta có được từ sự tu hành, từ lòng tin, chứng tỏ cho chúng ta thấy nó rất là hữu hiệu. Cho đến nay, bất cứ ai đã tu hành chăm chỉ kể từ ngày thọ tâm ấn sẽ thể nghiệm được lực lượng che chở này đến từ đấng tối cao. Nó cũng ở trong chúng ta bởi vì Thượng Đế ngự bên trong quý vị, Phật tính tại tâm của quý vị. Mọi kinh điển tôn giáo đều đề cập đến điều này. Kinh sách chứa đựng thể nghiệm của những người tu hành khai ngộ thời xưa. Cho nên, dù nó đã có 1.000 năm trước, bây giờ chúng ta cũng có thể xác minh rằng sự chứng ngộ bên trong của chính chúng ta. Bất cứ những gì nói trong Kinh Thánh, chúng ta đều hiểu được rõ ràng vì chúng ta tu Pháp Quán Âm. Lực lượng trong vũ trụ. Quý vị đừng lo nhiều công việc, phải nên làm việc, sử dụng năng lực của mình, bởi vì trong thân thể chúng ta có khoảng 7 huyệt đạo có thể hút năng lượng từ vũ trụ. Nó giống như cục pin, tự động được sạc điện bởi lực lượng trong vũ trụ. Bởi vậy chúng ta mới có thể chạy cái máy này hoài. Và khi tọa thiền, lực lượng này còn dồi dào hơn nữa. Chúng ta càng cho đi, nó càng đến nhiều. Nó sẽ không bao giờ ngừng. Thành ra đừng có lo. Đừng lo nghiệp chướng, chuyện giúp đỡ kẻ khác hoặc lãnh nghiệp này nọ.
Nếu người khác cần giúp thì quý vị nên giúp. Chúng ta phải luôn giữ năng lực khẳng định, bởi vì nếu nghĩ tốt, nếu quý vị nhìn được thân thể của mình, quý vị sẽ thấy mỗi sự nghĩ tốt sẽ làm thay đổi màu của bầu không khí xung quanh quý vị, thay đổi bên ngoài của quý vị và thay đổi năng lực bên trong của quý vị. Nó trở nên chan chứa và khỏe mạnh. Nhưng nếu nghĩ xấu, chỉ cần nghĩ tới bất cứ chuyện gì phủ định, xấu hoặc khổ sở, màu của quý vị thay đổi ngay lập tức. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại buổi cộng tu ở Tăng Gia Ba vào ngày 29 tháng 9 năm 1994. Nguyên văn tiếng Anh. Bản tin Thanh Hải, Vô Thượng Sư số 128.